Chúng ta sẽ cùng xem có thể viết 0,15 dưới dạng phân số như thế nào. Điều quan trọng ở đây là bạn phải xác định được vị trí của từng chữ số. Số 1 này nằm ở hàng phần 10. Vậy ta có thể xem nó là 1 x 1 phần 10. Số 5 này ở hàng phần trăm. Vậy ta có thể xem nó như 5 x 1 phần 100. Vậy chúng ta có thể viết 0,15 này lại thành tổng của 1 x 1 phần 10 nên đây thực sự là 1/10 cộng và số này và số 5 này sẽ là 5 nhân 1/100, một một tức là cộng với 5/100. Vậy để cộng hai số này lại, chúng ta cần phải tìm ra mẫu số chung. Mẫu số chung ở đây là 100, cả 10 và bộ số chung nhỏ nhất. 100 chia hết cho cả 10 và 100. Vậy chúng ta có thể viết số này lại thành một phân số có mẫu là 100 cộng thêm một phân số khác cũng có mẫu là 100. Số này sẽ không đổi vì nó đã là 5 phần 100 rồi. Nếu chúng ta nhân mẫu số này cho 10, nhân cho 10 thành 100 là số ta mong muốn. Vậy thì chúng ta cũng phải nhân tử số cho 10. Vậy đây sẽ là 10 phần 100. Giờ thì ta có thể cộng chúng là được rồi. 10 cộng 5 bằng 15 phần 100. Và thực ra bạn có thể làm theo cách khác nhanh hơn bằng cách quan sát một chút. Hàng nhiều nhất này trong số này chính là hàng phần trăm. Vậy thì vị tách số này thành 1 phần 10, mình sẽ xem nó như 10 phần 100. Hoặc mình có thể xem cái này là 15 phần 100. Và nếu mình muốn đưa số này về một phân số tối giản xem nào. Cái tử số và mẫu số của phân số này rõ ràng là đều chia hết cho 5. Vậy mình sẽ chia cả hai cho 5. Và tử số 15 chia cho 5 sẽ bằng 3. Còn mẫu số 100 chia cho 5 bằng 20 và đây là phân số tối giản chúng ta thu được.